Em Kim Cairo xin kính chào các bác. Hôm nay là cái chủ đề mà em giới thiệu với bác về một cái bộ xử lý tín hiệu số. Vâng. Trong thời gian qua thì có rất nhiều các bác hỏi về cái bộ xử lý này. Thì hiện tại hôm nay ở đây là bao gồm có 8 cái bộ xử lý tín hiệu số. Vậy thì em sẽ chia sẻ với các bác từ những cái bộ nhỏ cho tới những cái bộ lớn. Đây là một cái bộ lớn. Vâng. Bộ DP 16 kênh. Và âm ly bộ tích hợp liền DB. Âm ly tích hợp liền DSP và DSP riêng biệt cộng với cả âm ly công suất lớn tích hợp liền DB. RA. Và lớn hơn nữa thì có của Zapco. Thì bây giờ thì em để chia sẻ với các bác về những cái âm ly mà nó kèm DSP. Em tiến vào đây. Mời các bác quay. Rồi. Cái bộ xử lý tín hiệu số này nó gần như là một cái phát minh mà nó giải quyết được cái vấn đề cho âm thanh trên xe hơi. Cho vậy rằng là bây giờ nó sẽ là một cái xu thế. Và cá nhân em ấy là em cứ cầm thì cái máy tính mà em bấm và em chỉnh là em thích rồi. Em thích được chỉnh cái mọi thứ ở trên máy tính, hoặc là mình làm cái chất lượng âm thanh nó theo ý mình, hoặc là nếu có bác chủ xe thì cái này ý này là phải theo bác chủ xe. Thế thì cái mã này là cái mã âm ly liền DSP của DB Autofia. Cái này là nó mang là mã EPS431BT. Thì các bác nhìn thấy đây là nó có ngay cái phần mềm mà chỉnh trên điện thoại này. Chỉnh trên điện thoại. Rồi, cái này nó rất là tiện. Cái này là gồm 4 kênh công suất. 4 kênh công suất và 8 kênh tín hiệu. Thế thì 4 kênh công suất là nó đủ kéo cho hai loa chép, hai loa mid đằng trước, mid bass ạ. Thì hai cái đằng sau thì bác phải chơi qua phân tần. Vâng, phải chơi qua phân tần. Còn nếu như kéo phân đủ, kéo qua phân tần tất thì mình chơi kiểu semi active ạ, mình chơi semi không ạ, thì coi như là mình lấy công suất rồi, mình sau đó mình lấy DSP mình điều chỉnh. Thế thì lúc đó mà 4 kênh công suất thì các bác biết là bây giờ là theo cá nhân em ấy là khi mà làm ấy là có sẽ có hai cái vấn đề là mình không quản lý được. Đó là nếu như mà các bác chơi 3-way. Chơi 3-way thì coi như là 4 kênh công suất là không đủ. Rồi. Thế thì nó có một cái đầu vấn đề nữa là khi mà cái, nhưng mà có cái lợi thế là cái súp. Súp là mình quản lý được cái súp. Rồi. Tiếp theo là đó là cái phần USB điều chỉnh ở máy tính. Tiếp theo là nó có luôn Bluetooth. Đấy, cái này là hay này, cái này là hay này các bạn này. Có Bluetooth và có USB. Nghĩa là rằng là cái anh bạn này bé nhưng mà chỉ bị mỗi cái công suất nhỏ thôi. 45W kênh. À 75W kênh. Thì một là 4 kênh. Thì bị mỗi công suất nhỏ thôi, thế còn lại là Bluetooth này, ăn chơi này, USB này. Quản lý được súp này. Một kênh đường vào này. Được rồi, còn cái gì hay ho này em xem nào. Và chỉnh phần mềm trên điện thoại hoặc là có remote control ở đây. Nếu như mà các bác không mua cái remote ý, không có mua remote thì cái anh bạn này là anh có chỉnh trên điện thoại luôn. Nghĩa rằng là bé nhưng rất nhiều tính năng, rất nhiều võ. Rồi, thế tức là anh bạn này đầu tiên, số 1 là bị mọi thứ là ăn chơi là rất là nhiều. Nhưng mà công suất là dành cho những cái bộ loa hợp nó thì nó sẽ mới đánh hay được. Đấy, ví dụ như cái bộ này thì em hay phối với ESB. Những cái đôi loa, cặp loa mà không ăn công suất thì rất là hợp với âm ly này.
Vâng. Đây là một em xuống dưới chiếu dưới. Tiếp theo đó là một em nữa. Đó là em RA. Một thương hiệu RA Audio. Thì em này là cũng kèm âm ly liền DSP luôn. Nhưng mà em này lại xịn hơn một tí nữa. Là bản, cái bản hai cái này là không phải hai hãng cùng nhau nhưng mà được nâng cấp. Cái sản phẩm RA này là kèm DSP nhưng mà DSP là DSP 6 kênh. Và đường công suất 6 kênh. Đấy, DSP 8 kênh. Em xin lỗi, vâng, DSP 8 kênh và đường công suất 6 kênh. Thế thì khi mà đường công suất 6 kênh ý, thì các bác có thể chơi Full Active nhá. Full Active thì cái mã này bao gồm là RA2 là 75W một kênh nhân 6. Đây, em đưa sát vào đây. Mấy quay đưa sát vào đây nào. Nó gồm 75W một kênh nhân với 6. Có nghĩa rằng là nếu như mà các bác chơi bộ 3 way vừa phải thì coi như bộ này là đã có sức, có lực để đánh. Trong trường hợp mà các bác chơi loa xịn hơn mà đòi hỏi công suất hơn thì mình vẫn chơi được. Chơi làm sao? Là trong cái DSP này này, nó có một đường ra là đường tín hiệu output. Thì nó có đường hai đường cho sub, hai đường cho mid, hai đường cho chép và hai đường cho mid bass. Là tổng là 8 kênh rồi. Thế bây giờ cái đường 8 kênh nó bác chia ra cho em một cái âm ly nữa. Thì chia một âm ly nữa, nếu như mà một loa, đôi loa nó ăn công suất thì bác chập cầu cho em bác đánh. Còn nếu như không chia thì cái này là đủ. Như vậy là cái cấu hình 6 kênh ăn chơi Full Active ở trên cái RA này là rất là đủ cho những cái cậu bộ cấu hình vừa phải. Vâng, cái này bây giờ là em hết hàng rồi, chỉ còn hộp thôi. Thế nên là review trên hộp vậy. Rồi, em tiếp vào đây. Cái mã này là nó bao gồm là nó có cả cái Bluetooth nữa các bác. Có nghĩa là cái này là hợp cái này hoặc cái này. Cái này DP này là hợp với những cái xe muốn giữ hệ thống đầu nguyên bản mà cải thiện chất lượng âm thanh hay. Thì mình sẽ dùng kết nối Bluetooth. Kết nối Bluetooth tới trực tiếp DSP mà không qua hệ cái đầu phát nguyên bản. Thế như vậy thì đối những đầu phát nguyên bản nào mà tốt rồi thì các bác nên giữ. Thế còn đối những cái bộ đầu phát nguyên bản nào mà cần phải nâng cấp hoặc là nâng cấp nó gặp nhiều vấn đề quá thì mình chơi theo cách này là gọn nhẹ và không phải có độ chế gì nhiều. Đó. Em xem cái DSP RA này nó còn cái gì hay ho. À, còn một cái chức năng là 8 cái chế độ nghe nhạc. 8 chế độ nghe nhạc này thì nó sẽ rất là hay ho cho các bác mà làm cho các bác đa dạng hơn về các thể loại nhạc, phong phú hơn về cách chơi. Nào Deep House, nào DJ, nào Bolero. À, đúng rồi, có một câu hỏi mà các bác hỏi em ở trên fanpage ấy là Kim ơi, giữa cái Deep House hay là cái Bolero hay là DJ mà em hay nói ấy, nó khác nhau gì mà anh muốn tìm hiểu về cái đó. Thế thì tiện đây em chia sẻ luôn cho các bác là với cái nhạc Deep House á, thì với những người làm nhạc ấy là cái bass nó chậm hơn bình thường. À, chậm ở đây là chậm về tốc độ. Thế thì và bass nó cũng sâu hơn, có nghĩa là người ta cắt ở cái tần số sâu hơn. Thế thì những cái nhạc cụ người ta chơi như vậy hoặc là nó là nhạc điện tử. Khi mà nhạc điện tử như vậy ấy, thì là nếu như mà cái sub mà không đáp ứng, thì coi như là nó kéo đuôi, nó dài nha. À, thế còn mà nếu như mà nhạc Vina House hay là nhạc DJ của mình ấy, thì cái sub nó nhanh hơn, cái tiếng trống nó dồn dập hơn. À, thì dẫn đến là phải gọn. Thế thì đó là nguyên lý. Sao con Bolero thì nó lại ngược lại, Bolero thì nó lại lúc nông lúc sâu. Thì cái nốt nhạc nó uyển chuyển hơn theo cái phong cách chơi của Bolero. Như Bolero mà được phối theo một cách phong cách mới thì nửa ra thì Bolero chẳng hạn thì nó lại cái tiếng sub, tiếng bass nó lại khác. Và lại kèm theo cả con lời nữa. À, mà cái lời nó phải rõ, cái tép nó không được chói, mà cái sub nó phải mềm mại. Đó là cái sự khác biệt và chia sẻ với các bác. Thế thì trên cái DSP này nó cho các bác những cái tính năng như vậy, kết nối không dây và chọn được các chế độ. Thì lúc đó là mình có rất đa dạng rồi. À, anh bạn thứ hai là đã xuống bàn. Tiếp theo đó là một anh bạn này là rất là to cao. Vâng, anh bạn này là cái mã DB6XDSP. Bác máy quay đưa sát đây. Cái này là 6XDSP, là cái này model của Zapco. Thế thì cái model này, để em bóc luôn cho các bác xem. Cái anh bạn này thì là to và dài. Thế thì việc đầu tiên to và dài thì nó có lợi, nhưng ngược lại là không có lợi. Có lợi là rất khỏe. Vâng, 100W một kênh. Nhưng không có lợi ấy, là nhiều khi ấy, các bác lại thích cái anh bạn nhỏ nhỏ này hơn. Là cái anh bạn này nhét được gầm ghế. Thế còn anh bạn này thì không nhét được gầm ghế, nó dài quá. Thế thì khi mà
không nhét được gầm ghế nhưng mà nó lại có kèm DSP và công suất lớn. Như vậy thì anh bạn này nó sẽ hơn hai anh bạn kia ở cái công suất lớn. Công suất lớn và DSP của Zapco thì là một trong những cái thương hiệu rất là xịn sò về giải mã. Đấy. Và trong cái phần DSP này thì nó sẽ có nhiều tính năng cao cấp hơn. Ví dụ như là các chế độ đường vào. Cái model này cũng có Bluetooth các bác nhé. Có kết nối, có cổng quang, có cổng optical. Cái cổng quang này thì nó có nhiều cách để cho các bác chơi. Có nghĩa là nếu như mà tận dụng được cái đường mà phát từ xe nguyên bản, hoặc là xe nguyên bản thì thường ít có cổng quang, chỉ có những cái đầu Android hoặc là những cái thiết bị như UTX 9M08 hay là những thiết bị mới bây giờ là có cổng quang thì các bác tận dụng được. Đấy, kết nối thẳng vào đây. Thì cổng quang đấy, cổng ăn chơi cũng có 8 kênh tín hiệu và 6 kênh công suất. Em bác mới quay đứng sát đây. Với cái 6 kênh công suất như này thì hoàn toàn nó gánh đủ cho một bộ những cái bộ loa ba way tầm trung. Đạt được ra được cái hiệu ứng âm thanh chất lượng hi-fi. Hi-fi stereo và hiệu ứng âm thanh tốt, có hiệu ứng sân khấu và mạnh mẽ. Mạnh mẽ đều cả ba giải là gồm 6 kênh công suất. Vâng. Thế thì những bác nào mà ưng với chất âm của Zapco và muốn uy lực mà lại muốn 6 kênh full tip thì đây là một lựa chọn khá là ưng ý. Vâng, khá là ưng ý. Đấy, mỗi tuổi là anh bạn hơi to hơi dài. Vâng. Thế là xong đến em thứ ba là về bọn em Lumi tích hợp. Bây giờ em sẽ tiếp theo đến các bác là cái đây là cái model là hạt 8. Hạt 8 là một trong những cái model mà em bán chạy nhất. Vâng, bán chạy nhất. Bên này là hạt 8, bán chạy nhất đây. Cũng khá là nhiều lên luôn luôn, cái số lượng là lúc nào cũng phải nhiều hơn các bạn khác. Nhiều hơn các bạn khác. Thì cái hạt 8 này xem nào. Ôi trời. Đợi. Anh thì anh lấy nốt cái này ra. Rồi. Cái nắp cabo này em sợ bày nó sập hết chỗ bày rồi. Thử mấy em ấy thôi, không mà nó sập mất. Chết, đền bác chủ xe chết. Cái hạt 8 này là một cái DSP chuyên dụng. Có nghĩa là không liền công suất. Vâng. Hợt 8 DSP. Thì cái này là gồm 8 kênh tín hiệu 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 output. Rồi. Có đường optical in. Có điều chỉnh DRC riêng biệt. Và có cổng kết nối với lại máy tính. Có gain luôn trực tiếp ở trên DP. Kết nối đường vào đường ra. Thế thì khi mà các bác sẽ đặt câu hỏi ngay. Có câu hỏi đặt ngay và rất nhiều bác đã hỏi rồi. Có một số bác hỏi em là Kim ơi, anh có hệ thống là đã có đầy đủ loa và âm ly rồi. Thế bây giờ anh lên DSP liệu cải thiện không? Và lên DSP thì lên cái DSP có liền công suất hay là lên DSP rời riêng biệt? Thì câu cả cái câu hỏi này một bác cũng nhiều bác hỏi em, thì cái câu hỏi này rất là hay. Thế em lại chia sẻ với bác các bác về cái điều này. Cái thứ nhất là về quan điểm, giống như đồ thâu đồ dân dụng ấy, người ta hay gọi đồ dân dụng, mình gọi dân dã như vậy, thì cái gì nó chuyên biệt thì là nó làm việc tốt hơn. Đó là cái tiêu chí đầu tiên. Thế cái tiêu chí đầu tiên mà nó chuyên biệt làm việc tốt hơn. Và nhưng mà nó lại chỉ có một chức năng DSP thôi. Và trong khi đó nếu như mà nói về tính về độ lãi thì cái âm ly liền DSP kia lãi hơn. Đấy, khi mà làm việc chuyên biệt hơn thì các bác phải có một con âm ly riêng biệt kèm với cặp này để đánh. Nhưng mà nếu như mà các bác mà đánh hai way full tip thì coi mình cần âm ly 4 kênh thôi. Hoặc là 8 kênh. Sub tip thì mình cần 4 kênh. Thế nhưng mà các bác mà dùng mà âm ly mà cho những dàn 3 way và full tip thì bắt buộc phải dùng âm ly 6 kênh. Có nghĩa là nó tương tự như âm ly này nhưng nó không có DSP. Đó. Thế thì cái cách chơi bắt đầu nó thay đổi. Nó thay đổi về cách chơi và cái cách trải nghiệm. Rồi. Đối với DSP này thì nó sẽ làm việc ở những cái giải tần và nó cắt về cái tần số lấy mẫu á, là nó chính xác hơn. Em ví dụ như là tại một thời gian đi, tại một thời gian thực thì cái tần số lấy mẫu của cái này nó cao hơn. Tần số lấy mẫu ở đây nó được đo được
chứng minh cho cái sức khỏe của DSP thì đạt được cái sự chính xác, bao giờ chính xác về tần số, khi mà bởi vì khi mình chơi phonetic thì nó không có phân tần, mà không có phân tần nữa thì coi như là mình không không có tụ có trở cắt tần nữa, mà trực tiếp cắt tần ở trên này thì cái bộ vi xử lý nó sẽ làm cái việc đó. Mà nếu như cái bộ vi xử lý mà làm việc kém hiệu quả, có nghĩa là cái tần số nó bị dao động lên xuống nó không chính xác. Nếu như vậy thì mình cái tần số động mà nó không chính xác thì coi như là các bác cứ tưởng tượng như cái đèn pin mà mình chiếu vào tường mà nó bị rung, hay là cái đèn ô tô các bác nó chiếu nó rung, thì là cái tần số lấy mẫu nó không chính xác đó. Rồi là cái phần delay time. Delay time ví dụ như từ em tới cái ô tô nó là 1 mét, nhưng bây giờ cái DSP này nó đo là thành 1.5 mét, 1.4 mét, 1.6 rồi đó, cái đấy là sai số. Thế vậy thì những cái DSP mà chuyên dụng như thế này thì là tần số lấy mẫu cao, và bộ xử lý nó bao gồm trong trong này, trong cái DSP này nó có cả equalizer, nó có cả slope, nó có cả delay, nó có time, nó có cả multilia, nó có cả cái thằng đảo phase align, rồi time ribbon. Rồi thế thì đây là một trong những cái mẫu DSP mà chi phí hợp lý mà đem lại chất âm rất là tốt, chính xác và tái tạo được không gian âm nhạc, cũng như là rất dễ làm, các anh em đại lý hoặc là anh em vận hành là rất dễ vận hành cái DSP này, và một trong những cái model bán chạy nhất đó là Hertz. Rồi em tiếp theo nữa đến một cái model này nó lại to, nó lại xịn hơn cái model H8 kia một tí. Đây em tiến sát vào đây, bác quay mấy ra. Nó là DSP Z842. Thế thì cái model này thì ngay như cái việc mà tất cả những cái rắc này đã được mạ vàng rồi, đã được nâng cấp, bởi vì nó là những cái phân khúc cao cấp hơn mà, cho nên là tất cả những cái rắc này đều được mạ vàng. Thì ở đây tiếp tục vẫn có cái đường chơi, nó là đường cổng quang vào. Cái này nó có cả Bluetooth các bác nhá, còn cái này nó không có Bluetooth. Cái này nó không có Bluetooth, nó chỉ đơn thuần là DSP thôi. Đấy. Cái thứ hai là cái này ấy, là nó có cái gen, cái đây là gen cứng, đây là gen mềm luôn. Cái gen mềm có nghĩa là cái chỉnh tần số đầu vào á, cái tần số lấy mẫu đầu vào, cái năng lượng đầu vào từ cái đầu phát xuống á, đấy, là mình là bằng gen mềm là chỉnh toàn bộ trên phần mềm hết. Thế thì tiếp tục theo là các chế độ ăn chơi. Thì cái này là gồm 8 chế độ ăn chơi, nó giống như những cái DSP khác, và lại quay trở lại là chip giải mã của phân khúc này là rất cao cấp, bao gồm là Bluetooth này, kết nối không dây này. Thì những cái bác xe nguyên bản thì vẫn có thể dùng con này để chơi khi nâng lên, nhưng mà nó chỉ lại phải đi kèm với một con âm ly nữa, thì cũng giống như bạn đấy. Thế thì ở trên cái DSP này nó có xem nào, nó có một cái phần mềm, gọi là cái phần mềm được tối rất là tối ưu. Cái này thì phải sâu ở trên máy tính, cái này nó có đầy đủ ăn chơi, chế độ ăn chơi, các loại kết nối như những cái DSP khác, nhưng trong cái phần mềm nó tối ưu là em ví dụ như là nó có cái slope ấy, nó là cái độ dốc khi mà mình cắt tần á, mình lấy được cái tín hiệu ấy, thì cái này nó đa dạng cái độ dốc hơn. Có nghĩa là ví dụ như mình để cái slope 6, 12, 18, 24, 48, 36. Thế nhưng mà cái kia thì nó chỉ có 10, ví dụ như là 10, 18, 24 thôi. Hoặc là 12, 24 thôi. Hoặc là 6, 12 thôi. Thế nên là cái bước nó dài hơn, còn cái bước này nó ngắn hơn, nó chi tiết hơn. Thế còn em vào đây thì trong cái phần mềm nữa. Thì trong cái phần mềm nó có một cái phần, có cái tính năng, đó là cái tính bình thường là mình hay chỉnh cái graphic equalizer, nhưng mà bên trong này nó có cái cue graphic equalizer. Bây giờ thì em ví dụ như này cho các bác dễ hiểu, nó dân dã này, là các bác hay chỉnh sửa ảnh không, là các bác nhìn bức ảnh á mà bác kéo cái màu trắng lên thì màu vàng nó cũng lên, rồi âm thanh nó cũng tương tự như vậy thôi, là bác cái mid giọng của em nó chua quá hoặc là nó không được ngọt ngào quá thì mình kéo lên cái nó chua hết cả giọng những người xung quanh. Ví dụ như có một bác kia đứng, một cô gái đứng hát rất là hay chẳng hạn, nhưng mà khi kéo cái giọng em cùng với cái giọng bà nó thì cái giọng bên cạnh cũng bị chua, có nghĩa là nó không bóc tách được. Thì trong cái này nó có per cue, thì khi nó mình sẽ chỉnh cái cue càng nhỏ thì độ chính xác càng cao,
Đó, thì cái phần mềm của thằng Zopco này nó rất là tối ưu. Rất là tối ưu. Và độ chính xác cao, chạy chip giải mã như những cái máy nghe nhạc có mặt trên thị trường hiện nay, những cái máy model nghe nhạc cao cấp ấy. À, về giải mã rất là tốt. Rồi, ở đây là tiếp theo mà anh bạn nữa là Zopco, Zopco DSP8 version 4. Rồi. DSP là Digital Sound Processor. Rồi. Bây giờ em tiếp tục quay lại với một cái anh bạn nó cũng khá là to. To trong cái dòng DSP đây các bác nhá. Em đứng lùi về đây. Cái này là to trong những cái dòng DSP. Tất cả những cái DSP các bác nhìn nó nhỏ 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 nhưng mà bây giờ nó rất là to. Thì cái anh bạn này to và vừa to về thể xác, vừa to tiền luôn các bác ạ. Đấy. Thì anh rất nhiều thứ ăn chơi, cái rất hay ho. Một tính năng cao cấp và một tính năng cho những cái cuộc chơi của bác sau này để nâng cấp, đó là module. Có nghĩa rằng là bây giờ các bác nâng cấp á, là không phải nâng cấp cả một cái DSP như thế này nữa. Là mỗi một lần mà mình thay á, là mình thay cả cái DSP. Bây giờ mình thay á, mà nhà sản xuất họ ra một cái plugin á, là mình plug and play, mình cắm ở đây một cái module vào đây phát là update firmware hoặc là cập nhật phần mềm là nó nhận. Đó. Nó giống nhận, nó giống như cái sao cạc hoặc update giống như máy tính rồi. Thì công nghệ này là sau này là mình sẽ update rồi. Tiếp theo cái anh bạn to này là mã của nó là Zopco DSP HDSP Z16V. Đó, Digital Sound Processor. Nghĩa rằng là cái anh bạn này là 16 kênh. Đếm chắc là hơi lâu rồi, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Thế thì 16 kênh này thì các bác có thể chơi tha hồ nhá. Chơi 2 dàn 3 way. 2 dàn 3 way là mới là mới đủ 28, 16 cả súp nữa mà. Nhưng mà trong cái 10 súp thì mình vẫn dư. Hoặc là bác chơi một dàn sâu, một dàn đánh sâu như cái xe của em á. Một dàn sâu ở trong, à một dàn sâu ở ngoài, đi đâu đó picnic party. Và một bộ dàn sâu ở trong, hay là trên ở trong Sài Gòn Audio K là lắp cái con này ở trên cái con là Lincoln Big Long á. Cái con Lincoln là 2-3 khoang dài đó. Thế ví dụ dùng 2 dàn 3 way thì dùng con này. Rồi. Thế tiếp theo là con này nó có cái gì? Em đứng vào đây. Con này bay đứng vào đây. Cái này nó có chế độ Wi-Fi này các bạn này. Wi-Fi mode này. USB này. Và cái này là nó có một cái tính năng chơi nhạc trực tiếp Multiplayer và đọc định dạng luôn. Thì cái này em chia sẻ với bác về những cái model cao cấp mà tại sao người ta lại có những cái chế độ chơi nhạc. Cái thứ nhất mà chơi nhạc trực tiếp thế này ấy, nó có cái lợi là mình lợi nhất là mình không phải kết nối, là do tự cái mạch bo mạch trong này họ tự kết nối với nhau. Và khi họ tự kết nối với nhau thì họ cân chỉnh được cái bandwidth. Có nghĩa là cái bandwidth họ phải đạt để họ truyền dữ liệu với tốc độ cao. À, ví dụ như một số trong cái điện thoại ấy, tại sao người ta cũng cắm thẻ nhớ mà người ta gắn chip vào chip nhớ thì cái đó là cũng cùng chung mục đích. Có nghĩa là khi mà những cái DSP mà đòi hỏi những cái bộ multiplayer đọc những cái chất nhạc chất lượng cao như Hi-Res, như DSD hoặc là như Lossless thì cái băng thông cho cái tại cái thời điểm đọc là rất lớn. Đó, đây là một lý do mà các bác thường thấy những bộ âm thanh cao cấp là hay có thêm cái đường này. Đó. Rồi. Tiếp theo là Multiplayer, rồi module, rồi em sẽ còn cái gì hay ho đó, 16 kênh rồi. Nó sẽ có một số tính năng đặc biệt. Em lùi máy quay vào đây. Nó có một số cái tính năng đặc biệt mà cái này nó nằm ở trên phần mềm. Em ví dụ một số tính năng cao cấp mà ở những cái DSP khác không có. Đó là đảo phase theo cut tần. Đó, cái này là cái thuật ngữ thì cái thuật ngữ ở trong chuyên môn thì có vẻ là hơi khó hiểu. Đại loại rằng là em ví dụ như này các bác dễ hiểu nó như thế nào nhỉ? Bây giờ à đúng rồi, bây giờ thế này. Có nghĩa là một em với một bạn quay phim rồi đi. Là bạn ấy cao. Còn em thì thấp như thế này. À, thế thì hai bạn mà ghép vào nhau á thì em đứng hoặc là đứng cô gái cho nó hình dung đứng một cô gái rất là cao này. Còn em thấp như này. Thế đứng vào chắc chỉ tới vai bạn thôi. Thế thì tần số cũng vậy. Khi mà một bên mà cái loa nó phát ra bên trái bên phải mà một bên nó bị cản hoặc là bên một lý do đó mà nó không thể cân bằng ở bên trái được ở một cái góc độ nào đó thì coi như là nếu như mà bằng cơ học bằng vật lý thì không cách nào mà đảo được hết ạ, không cách nào làm cho hai bên nó bằng nhau được ạ. Thế thì trên cái DSP này nó có cái tính năng đó, đó là mỗi một góc nghiêng của loa thì cho ra một chất âm khác nhau.
À, thì trên cái này, đây là một số tính năng đặc biệt để có trên cái DSP này. Thế còn sâu hơn nữa thì em chắc là phải làm một buổi review riêng về cái DSP này và nói cả buổi luôn nữa. Thì rất là sâu và rất là nhiều thứ trong này. Chip giải mã trong này thì theo sách công bố nó dùng 6 đến 7 cái chip giải mã. Và chip giải mã dual có nghĩa là chip giải mã kép. Chip giải mã kép và có dùng công nghệ của Master Clock. Công nghệ Master Clock là một trong những công nghệ cho chip giải mã DAC cao cấp nhất hiện nay. Đó. Master Clock nhà thì các bác vào Google cho em một cái để cái giải thích cái này nó hơi dài. Vâng, chỉ sợ trong cái clip này là không đủ. Vâng. Rồi tiếp theo là nó sẽ còn một vài model cao cấp hơn nữa. Nhưng mà hiện tại là em những cái model đấy là không có hàng ở đây. Vâng, thế thì hôm nay là em còn một cái DSP nữa. Đó là DSP của Zapco 31V2. Đấy, cũng là một DSP tương tự như hệt, đúng không? Thì cũng có nằm ở trong cái danh sách DSP của Kimca Audio. Thế thì ở shop của em ấy thì là chuyên về giải mã, chuyên về các cái dòng sub. Như các bác nhìn thấy đây là sub GL. Thì ở đây rất là nhiều GL rồi. Thì bây giờ em chắc là cũng thể dục một tí, là bê quả này. Ai chà, quả này. Đó. Em bác mày quay đứng luôn vào đây. Quả này của nó là VK7AE NFNC. Vâng, quả này là cái phiên bản mà ai chà, nặng quá, dành cho những bác đam mê thực sự. Đam mê cái tiếng súp. Tiếng súp này nó không phải là mạnh đâu bác ạ. Mà tiếng súp này nó là cái loại kinh khủng. Vâng, nó là cái loại kinh khủng. Cân cũng nặng mà chơi cũng mạnh. Và nếu mà ai mà bác nào mà sở hữu nó thì chống chỉ định cho các bác bị bệnh tim. Vâng. Đó. Đó, bình thường là em cân chỉnh nhạc là em mời các bác lên xe ngồi ấy, là em là hỏi các bác là các bác có bị bệnh tim không, có súp quánh kinh quá đó. Thế còn lại là đây là những cái bạn GL version dưới. Vậy thì em sẽ lại tiếp tục review hoặc là chia sẻ với các bác về những cái model khác về DSP. Và em rất là mong muốn các bác có câu hỏi nào thì gửi đến fanpage Kimca Audio, hoặc là các bác gửi trực tiếp đến nick Zalo Facebook Kimca Audio 0852044888 để em được học hỏi và chia sẻ với các bác nhiều hơn. Và rất mong các bác góp ý và trong những quá trình mà trải nghiệm âm thanh, trong những cái về tính năng về DSP, những cái tính năng hoặc là những cái trải nghiệm âm thanh theo các chế độ mà em đã từng làm. Cảm ơn các bác đã chia sẻ và cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Em xin chào các bác.